Hey, chào các bạn nha, hôm nay mình cùng xem cái cây xăng nó cháy nha các bạn. Cây xăng này, cây xăng ở Vĩnh Gia. Đây thì xe cứu hỏa đang vô à, xe cây xăng nè. Trần Văn Ngôn, doanh nghiệp tư nhân, đang cháy cây xăng nha các bạn. Nãy giờ mình cũng mới thấy cây xăng cháy luôn, để mình quay cho các bạn xem. Đó, cái tiếng còi xe cứu hỏa vô được các bạn. Ảnh vô tiếp, mấy anh công an vô tiếp các bạn. Đó, mấy anh công an giao thông vô tiếp rồi. Mấy anh công an vô tiếp các bạn. Quá là nổ dây lại. Quá trời, nó cháy rồi các bạn ơi. Cháy quá, cháy rồi. Nổ dây lại. Đang bơm dưới sông lại. Mình quá cháy rồi. Giá cho nó dập tắt được chứ, để kiểu này là cháy hết cái khu nhà đây luôn. Chặn cái đường này là bây giờ là chặn lại nha các bạn. Đường này bây giờ là cái đường, tuyến đường này giờ chặn lại rồi, hai giao thông hai bên không cho nó ấy rồi. Đó, cái sức nóng ra tới đây rồi đó các bạn. Quá cháy, nấm nó vào tới đây rồi. Khói bay lên tới cọc lồng đèn nữa các bạn, cao hơn cọc lồng đèn luôn. Quá là đông luôn các bạn ơi. Quá là đông, bây giờ cái tuyến đường này ùn tắc giao thông luôn rồi. Không cho đi ngang đây, ùn tắc giao thông dài tới bên kia. Xe kia xếp hàng lên kia luôn. Đó, các bạn bây giờ nó cháy cào hết vết cào rồi. Vô kia. Cháy hết vết cào rồi. Ngút trời cào tốt trên cầu lồng đèn chảnh luôn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao chân. Cháy, quá cháy rồi. Mới nãy là cách sao bị cháy vậy ta? Chú. Mới nãy cách sao nó bị cháy vậy chú? Mới nãy cách sao nó bị cháy vậy chú? Không rành nữa. Không rành. Trời đó. Dạ. Cái ống vậy nè, rồi ổng xính bơm vô trong nhà đó, rồi nó xúc ổng đó. Dạ. Rồi nó tạt vô trong cái máy. Vậy đó. Cái máy vậy nó cái ống đó nó cháy luôn. Dạ dạ. Nó phật cỡ xăng mà. Dạ. Gì chịu nổi. Đó là cháy lên vậy. Cháy quá cao rồi, cháy lửa lên tới đó luôn kìa. Rồi tới vậy là tôi cần gần tới vô trong hai cái mấy cái chuồng xăng. Dạ. Đang vô xe quả tới rồi đó. Xe quả vô nè. Dạt đường rồi cho xe cứu quả vô. Đây xe cứu. Giao thông dạt đường. Chưa. Xe vô trong đi. Tới chưa? Cứu quả tới chưa? Chữa cháy. Từ ra cái đó chịu nổi, từ ra ngoài ra không có gì chịu nổi. Cái này nó không dám vô tới trong, nó bắn hay nó bắn ngoài trước ha.
Ừ, nó không dám vô sợ gì. Nó dám vô, nó nói chừng nào nó bớt, nó mới dám vô, chứ sợ dám vô. Dễ gì nó dám vô, nổ nó chết. Bởi vậy đâu dám vô. Ở đây nó quá lâu nó mới vô, chạy vô đây trời. Ừ. Bây giờ cũng có tiếng hồn rồi. Ừ. Bởi vì chán mẹ nó xong tiêu hết rồi. Con đường nào cứu hết rồi. Ở vô ngoài thành thì mau cắt tóc em. Ở ngoài thành nó gần. Đúng rồi. Cái này cũng quả không xinh hết chứ Tôn. Em không gần nữa. Cái này là cháy cái xe bồn mà chú, chứ không phải là cháy cái xăng ở trong cây phải không? Vậy là mới nãy nổ ha, mới nãy nổ luôn ha. Quá trời đông rồi các bạn ơi. Giờ chưa có cho đi nữa, còn đang chặn thông đường giữa tắc rồi mà chưa có cho đi. Thôi các bạn thấy nãy khói bốc lên tốt trên bầu trời, giờ hết rồi đó, giờ chim én bay nè, mà nó ta chưa có cho đi, ta còn chữa ở trong. Ông chủ đi chờ chở đi nhà thương cái nãy hả? Vậy là mà mình tính là cháy, vậy là không sao, nhà cháy vậy là mình chết người trời. Nó đặt bơm đó. Rồi. Bơm tôi xe người ta khách thì cần đỡ làm gắt. Đang bơm là chết, cháy chết luôn. Còn chủ này chở đi. Ông chủ bị luôn. Ông chủ bị luôn ha. Chết màu. Vậy mà cũng nghiêm trọng dữ hết đâu. Cái xăng cũng hẹp á. Chết bồn xăng ở bơm á. Cái bồn cái bồn xe luôn. Ở chiếc xe đang nó nói vậy là chết trên xe một người luôn hả chú? Chết tài xế đó. Chết tài xế. Rồi giờ còn cái xác nó đẳng không? Còn hả? Còn chưa có xong mà bởi vì xe là chạy đâu có được. Vậy hả? Này ùn tắc giao thông là cỡ 2 cây số nữa các bạn. Tắc giao thông luôn vậy đó. Đường được không cho qua lại luôn mà. Giờ mình không có vô trỏng trong khi mấy anh làm việc được, mình không có vô trỏng được. Mình ở ngoài mình quay cho các bạn xem. Nó ngoài là vậy luôn đó. Không tắt giao thông. Xe làm nhiệm vụ nó vô trong cây xăng đằng kia cách kia cỡ 50 mét. Xe làm nhiệm vụ cách cỡ 50 mét đằng kia. Đám cháy nó được dập tắt hoàn toàn các bạn. Đám cháy nó được dập tắt rồi đó. Mấy anh công an đứng nhóc hết trơn.
mình quay cây xăng cho bạn xem nè. Cây xăng nó nãy bốc lửa ở đằng sau hè các bạn, ở đằng sau hè chứ không phải là nó ở đằng trước. Xe nằm trong cổng. Nghe nói chết hết mọi người hả chị? Chết người ở trong xe chết, đó, chết nên tài xế chưa lấy ra nữa hả? Là chủ xe ta coi thằng chủ xe là cũng có thân nhân mà điện là dễ gì không điện. Nghe ở ngoài, nghe đem vợ ngoài. Yên tâm, Mỹ xong luôn. Hai mấy tuổi rồi. Con nằm trong cổng. Chết với anh hai mấy tuổi ha. Vậy là mà hai người bị thương, một người giờ chết hả? Biết nghe nói ông chủ bị thương, ông chủ bị thương chạy xong rồi với cái anh bơm xăng là bị thương nữa. Bơm xăng thì thằng bơm xăng đó là ông chủ đó. Vậy ha, vậy là có một người bị thương, một người chết. Ông chủ chạy xong. Yeah. Một người bị thương, một người chết. Vậy sao không chịu lấy xác của anh đó ra đi ta? Cháy cả buổi trời luôn.